Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Thế thì chủ đề của video ngày hôm nay của chúng ta đó là so sánh Novaland và DIG để xem cổ phiếu nào tốt hơn. Thì Novaland và DIG là hai cổ phiếu thuộc top các cổ phiếu có quỹ đất lớn nhất của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn. Đồng thời hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu có dòng tiền đầu cơ vào hoạt động rất mạnh mẽ khi mà ngành bất động sản có sóng. Thế thì trong video ngày hôm nay mình sẽ phân tích về cơ bản để đánh giá về sức khỏe tài chính cũng như hoạt động kinh doanh hai cổ phiếu này và phân tích kỹ thuật để anh chị và các bạn có thể lựa chọn được hai cổ phiếu để đầu tư trong thời gian sắp tới. Nội dung của video ngày hôm nay sẽ bao gồm 5 phần. Phần đầu tiên mình sẽ đánh giá về cơ cấu nguồn vốn của Novaland và DIG. Thứ hai mình sẽ đánh giá về sức khỏe tài chính của hai doanh nghiệp. Thứ ba là mình sẽ đánh giá và cập nhật các dự án cũng như là tiến độ bàn giao của các dự án của Novaland và DIG. Thứ tư là mình sẽ đánh giá về định giá xem cổ phiếu nào đang được định giá rẻ hơn. Và cuối cùng là mình sẽ phân tích kỹ thuật về cơ bản của hai cổ phiếu này. Đầu tiên là đi qua về nguồn vốn của Novaland. Thế thì cơ cấu nguồn vốn của Novaland anh chị và các bạn có thể thấy được đó là đóng góp đến 90% là nợ phải trả, là cái cột màu xanh này, còn lại vốn chủ sở hữu là vốn góp này hay là thặng dư quỹ và lợi nhuận chưa phân phối thì chỉ chiếm khoảng tầm là 10% thôi. Điều này cho thấy cái sự chênh lệch và mất cân đối về nguồn vốn của Novaland khi mà Novaland hoạt động và mở rộng tài sản cũng như là cái nguồn lực của mình chủ yếu bằng nguồn vốn vay, bằng vốn vay, khi mà cái nợ phải trả của doanh nghiệp lên đến 90% trong cái tổng tài sản này. Và nguồn vốn của Novaland ấy thì đến chủ yếu từ cái việc đó là phát hành trái phiếu và vay ngân hàng. Đến cuối quý 3 năm 2023 thì 70% cái vay nợ ngắn hạn của Novaland là đến từ cái việc đó là phát hành trái phiếu. Còn 11% là đến từ vay ngân hàng, là chiếm khoảng tầm là 11,5%. Và đồng thời là cái nợ vay dài hạn của Novaland thì cũng đến từ cái việc đó là phát hành trái phiếu là 23.529 tỷ và vay ngân hàng là 7.631 tỷ, chiếm khoảng tầm là 21%. Do đó trái phiếu hiện tại vẫn đang là cái mối quan tâm cũng như cái mối lo ngại của Novaland cả trong ngắn hạn và trong dài hạn, khi mà doanh nghiệp huy động trái phiếu cả ngắn hạn và dài hạn tương đối là nhiều và cái nguồn vốn, cái tổng tài sản của doanh nghiệp thì có đến 90% là nợ vay. Do đó nếu anh chị và các bạn nào yêu thích những doanh nghiệp bất động sản nào có tài chính vững vàng và lành mạnh thì chắc chắn là Novaland là cổ phiếu không đủ đáp ứng các cái tiêu chí của anh chị và các bạn, mà Novaland chỉ phù hợp để đầu cơ và lướt sóng theo dòng tiền thôi. Đó, sau khi mà chúng ta đã biết về cái cơ cấu tài sản cũng như là cái nợ vay của Novaland rồi thì chúng ta sẽ đi qua về nguồn vốn của DIG. Thế thì DIG là mình đánh giá là có nguồn vốn lành mạnh hơn khi mà nợ vay và vốn chủ sở hữu của DIG ở cái mức tương đối là cân đối. Khi mà chúng ta thấy được cái sự cân bằng giữa nợ vay và vốn góp hay là vốn chủ sở hữu. Ngoài ra thì cái nợ vay của DIG thì đang có xu hướng giảm dần qua các quý. Điều này cho thấy được đó là doanh nghiệp đang phát triển mà không phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy tài chính. Thì điều này sẽ giúp DIG không bị áp lực quá lớn về chi phí lãi vay và không bị bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Đây là một cái điểm cộng của DIG so với Novaland. Và đến cuối quý 3 năm 2023 thì nợ phải trả của DIG là 6.262 tỷ và cái vốn chủ sở hữu là 7.880 tỷ. Thì điều này dẫn đến đó là cái tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu chỉ là 0,8 mà thôi. Điều này có nghĩa đó là doanh nghiệp có 1 đồng thì doanh nghiệp chỉ vay 0,8 đồng thôi, vẫn thấp hơn so với cái tài sản mà doanh nghiệp đang có. Thế nên mình đánh giá DIG là một trong những doanh nghiệp bất động sản mà có quỹ đất lớn và có cái tài chính là tương đối an toàn. Do đó anh chị nào thích những doanh nghiệp tài chính lành mạnh, có sự tăng trưởng cả về hoạt động kinh doanh nhưng mà quỹ đất lớn thì chắc chắn DIG sẽ là lựa chọn số 1 cho anh chị và các bạn tham khảo. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua về nợ của Novaland. Như mình vừa phân tích lúc nãy, đó là 90% trong cái tài sản của Novaland đến từ vốn vay. Thì điều này dẫn đến cái sự chênh lệch giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên nợ phải trả. Ở đây chúng ta có nợ phải trả của Novaland là 205.000 tỷ. Trong đó thì vốn chủ sở hữu là 43.000 tỷ. Thế thì vị chi là cái tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 4,7 lần. Doanh nghiệp đang vay nợ cao hơn so với cái khả năng cái khả năng của mình, đó là 4,7 lần. Do đó ấy, thì Novaland vẫn đang là cái doanh nghiệp mà được rất là lo ngại khi mà cái tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức cao, dẫn đến cái chi phí tài chính của Novaland ấy cũng là ở mức cao, bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp.
Tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua về tài sản của hai doanh nghiệp này. Thế thì mình thấy là DG và Novaland đang có một điểm chung, đó là tỷ lệ tiền mặt ở mức thấp, trong khi hàng tồn kho thì chiếm tỷ trọng cao. Anh chị và các bạn có thể thấy được đó là cái trong quý 2023 thì tiền và các khoản tương đương tiền của DG là 209 tỷ thì chiếm tỷ trọng khoảng tầm 1,8% trong cái tài sản ngắn hạn là 11.202 tỷ, trong khi hàng tồn kho là những 6.276 tỷ thì chiếm tỷ trọng là 56%. Và Novaland cũng tương tự, đó là Novaland có cái phần đó là tiền và các khoản tương đương tiền chỉ khoảng tầm 3.000 tỷ thôi, trong khi tài sản ngắn hạn là 199.429 tỷ liền. Do đó ấy, thì cái tỷ lệ tiền này chỉ là 1,5% thôi, rất là thấp. Và cái hàng tồn kho là 137.000 tỷ và chiếm tỷ trọng là 68%. Điều này cho thấy cái sự chênh lệch trong cái phần tài sản ngắn hạn của Novaland và DIG, khi mà hai doanh nghiệp này có cái trữ lượng tiền mặt tương đối là ít và cái hàng tồn kho thì nhiều. Lý do đến từ việc đó là trong cái thời gian vừa qua thì cả Novaland và DIG đều thanh toán lãi gốc và vay. Cụ thể Novaland có thanh toán thêm cả cái lãi trái phiếu nữa để giảm cái áp lực nợ vay. Và khi doanh nghiệp giảm cái áp lực nợ vay đi, đồng thời là cái lượng tiền mặt sẽ giảm xuống. Và khi mà cái lượng tiền mặt giảm xuống thì cái khả năng thanh toán trong ngắn hạn của doanh nghiệp thì cũng sẽ thấp. Đó là khi mà doanh nghiệp cần bất cứ nguồn tiền nào để thanh toán trong ngắn hạn thì chắc chắn là cái khả năng thanh toán trong ngắn hạn của Novaland và DIG là đều rất là thấp. Và ngoài ra khi mà doanh nghiệp sở hữu cái lượng tiền mặt thấp ấy thì sẽ dẫn đến cái việc đó là doanh nghiệp sẽ khó đẩy mạnh và triển khai dự án, bởi vì doanh nghiệp chưa có đủ cái nguồn lực hay là chưa có cái vốn vay cao ấy, doanh nghiệp chưa sử dụng cái ví dụ như là DIG thì DIG chưa sử dụng vốn vay cao, còn Novaland là Novaland đã sử dụng vốn vay cao rồi nhưng mà tài sản lại nằm trong hàng tồn kho và tiền mặt ít, thế nên là doanh nghiệp khó để có thể đẩy mạnh phát triển dự án mà chỉ có thể là tiếp tục bán các dự án cũ và triển khai các dự án dở dang thôi, khó có thể đẩy nhanh được tiến độ trong thời gian sắp tới. Đó là đối với DIG và Novaland. Thế thì với cái việc hàng tồn kho lớn như vậy ấy, thì anh chị và các bạn thấy đó là Novaland là doanh nghiệp mà có cái quỹ đất lớn thứ hai chỉ sau Vinhome và TCLand thôi. Và cái quỹ đất của Novaland hiện tại là khoảng tầm là 1.235 hecta. Trong khi đó thì anh chị và các bạn nhìn thấy các cái doanh nghiệp khác, ví dụ như là Nam Long Đất Xanh, LDG, DIG hay Hà Đô thì đều có cái quỹ đất thấp hơn so với là Novaland. Thế thì Novaland, cái quỹ đất của Novaland ấy thì trải dài từ thành phố Hồ Chí Minh sang đến tận là cái thành phố biển Phan Thiết, và cái quỹ đất của Novaland thì hiện tại là đang gấp 3 lần so với DIG. Anh chị nhìn đất xanh này khoảng tầm 493 hecta và gấp cũng như là gấp 3 lần so với Khang Điền và gấp khoảng tầm là 10 lần so với là DIG, cái quỹ đất của Novaland. Do đó anh chị thấy là Novaland là doanh nghiệp vay nợ nhiều nhưng mà quỹ đất cũng nhiều. Công ty dùng nợ vay và đòn bẩy tài chính để bành trướng cái quỹ đất của mình. Do đó thì là Novaland đang là gọi là vừa nợ nhiều, doanh nghiệp nợ nhiều nhưng mà tài sản của quỹ đất cũng nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua về các dự án trong cái quỹ đất này của Novaland và DIG. Đầu tiên là các dự án của Novaland. Thế thì các dự án chủ yếu của Novaland là ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó có dự án trọng điểm là dự án Aqua City. Ngoài ra thì Nova Phan Thiết cũng là một trong hai dự án mà mang cái yếu tố sống còn đối với Novaland. Và trong cái cuộc họp của Phó Thủ tướng Chính phủ ấy thì đang có cái gọi là một trong những yếu tố hỗ trợ Novaland, đó là Phó Thủ tướng Phạm Minh Chính đang trực tiếp tháo gỡ cái khó khăn cho dự án Aqua City. Đây, tháo gỡ khó khăn và vướng mắc trong triển khai dự án tại phân khu C4 thuộc xã Long Hưng này của thành phố Biên Hòa, và cái dự án này là trực tiếp liên quan với Novaland. Thế thì cái điều này thể hiện đó là chính phủ đang liên tục tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho Novaland, khi mà Novaland được chính phủ trực tiếp hỗ trợ phát triển, hỗ trợ tháo gỡ, và điều này thì sẽ giúp doanh nghiệp có thể là dần dần tháo gỡ được, và các dự án bàn giao được trong thời gian sắp tới thì sẽ giúp doanh nghiệp thu về được một nguồn tiền, giúp doanh nghiệp tháo gỡ được khó khăn.
Và đây là cái dự án trọng điểm của Novaland là dự án Aqua City. Thế thì cái dự án Aqua City này trong cuối năm 2022 ấy, là đã bị hủy bỏ văn bản đủ điều kiện mở bán đối với 752 căn vì một số vấn đề về pháp lý. Tuy nhiên thì đến tháng 8 2023 thì đã có 4 căn được chấp thuận đưa vào kinh doanh, và mới nhất là tháng 11, là mùng 3 tháng 11 thì đã có 752 căn thấp tầng thuộc phân khu 1 và phân khu 4 của Aqua City thì đã được đưa vào mở bán và đã đủ điều kiện để mở bán và hình thành trong tương lai rồi. Thế thì đây thì anh chị và các bạn có thể thấy được đó là nhờ những cái sự tháo gỡ khó khăn của chính phủ mà hiện tại là đến tháng 11, Novaland, cái dự án Aqua City của Novaland đã có thêm 752 căn được đưa vào bàn giao. Và hiện tại thì theo cái thông tin mình cập nhật đó là Novaland cũng đang đẩy mạnh bàn giao cái dự án này. Thì kỳ vọng đó là không thể bán được 100% nhưng mà doanh nghiệp có thể tháo gỡ được một phần nào và đem về cái dòng tiền cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp tăng được cái khả năng thanh toán trong ngắn hạn. Thì đó là cái kỳ vọng đối với dự án Aqua City của Novaland. Tiếp theo là dự án Nova Phan Thiết. Thì Nova Phan Thiết là cái dự án mà cũng đang dính cái vấn đề pháp lý rất là nhiều. Thì dự án vẫn đang trong cái giai đoạn khó tháo gỡ khó khăn. Và hiện tại thì Nova Phan Thiết đã hoàn tất cái điều chỉnh quy hoạch là 1/500 các hạng mục cho dự án. Và cái dự án này ấy là vẫn đang trong cái quá trình triển khai thôi chứ chưa thể bàn giao được. Do đó nếu chúng ta tính lợi nhuận ấy, thì dự án mang lại cái nguồn doanh thu chính cho Novaland ấy, vẫn là dự án Aqua City. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua về DIG để xem đó là cái dự án của DIG có khả quan hơn so với Novaland hay không. Thì DIG có tổng cộng là khoảng tầm 7 dự án lớn. Trong đó thì có dự án Long Tân là dự án mang tính trọng điểm của DIG khi mà có cái diện tích đất sạch hoặc có thể triển khai là 109 hecta. Và cái dự án Long Tân này thì có được sở hữu đó là cái vị trí rất là đắc địa, và hiện tại thì Long Tân đang trong cái quá trình đó là bồi thường và giải phóng mặt bằng, và ước tính đó là cái giá trị đất nền khoảng tầm 70 triệu trên một mét vuông, và cái giá trị đất nền là khoảng tầm 60.000 tỷ. Lý do đến từ việc cái giá trị đất nền của dự án Long Tân này được định giá cao như vậy đến từ cái vị trí đắc địa của dự án. Thế thì cái dự án Long Tân này sở hữu vị trí đẹp hơn cả Aqua City của Novaland hay là Izumi của Nam Long. Anh chị nhìn này, đây là Izumi của Nam Long này, đây là Aqua City của Novaland này. Nhưng dự án của Long Tân của DIG ấy là nó nằm ở vị trí trung tâm và có cái vị trí đắc địa hơn cả hai dự án lớn của Nam Long và Novaland. Do đó thì cái dự án Long Tân của DIG ấy thì có thể dễ dàng kết nối với các dịch vụ và các tiện ích xung quanh của trung tâm thành phố, nên là có thể là nhà đầu tư họ sẽ ưu tiên hơn đối với cái dự án Long Tân của DIG. Không những là cái vị trí của dự án đắc địa mà dự án Long Tân của DIG còn được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông, và cụ thể đó là cái đường vành đai 3 của Hồ Chí Minh đi ngang qua cái khu đô thị Long Tân này thì sẽ giúp là cái dự án này, cái dân cư trong cái dự án này có thể kết nối giao thông được một cách dễ dàng. Đó là cái dự án đại trọng điểm của DIG, đó là dự án Long Tân. Và ước tính ấy, đó là cái giá trị đất nền của doanh nghiệp là khoảng tầm 60.000 tỷ và cái mới sẽ mở bán trong cái giai đoạn là 2024 và 2025. Ngoài ra ấy, thì chúng ta sẽ đi qua một chút về cái lợi doanh thu và lợi nhuận của Novaland và DIG. Tại sao mình lại muốn anh chị và các bạn nhìn qua về cái tổng quan doanh thu và lợi nhuận của DIG và Novaland qua các năm để mọi người thấy được là doanh nghiệp có tăng trưởng hay có phát triển hay không. Chúng ta đầu tư chủ yếu chúng ta tìm sự tăng trưởng của các doanh nghiệp để giá cổ phiếu tăng. Nếu anh chị đầu tư những doanh nghiệp mà không có sự tăng trưởng thì giá cổ phiếu cũng sẽ đi ngang thôi và không có kỳ vọng cao. Còn những doanh nghiệp nào có sự tăng trưởng, có vị kỳ vọng cao thì giá cổ phiếu mới bật mạnh được. Thì anh chị nhìn vào Novaland thì mọi người thấy được từ năm 2018 cho đến 2022 thì cái doanh thu và lợi nhuận của Novaland có sự giảm sút. Điều này thể hiện được đó là cái thời kỳ đỉnh cao của Novaland ấy là nó rơi vào cái giai đoạn 2018 và cái giai đoạn trước đó rồi, khi mà doanh nghiệp sở hữu rất là nhiều quỹ đất và cái nợ của doanh nghiệp chưa quá là bành trướng nhiều. Tuy nhiên thì đến hiện tại là nợ của Novaland đang ở mức cao và doanh nghiệp phải chịu cái áp lực chi phí lớn. Khi mà chi phí lãi vay lớn thì chắc chắn là làm đến đâu thì sẽ trả nợ đến đó, trả lãi vay đến đó, nên là cái lợi nhuận của doanh nghiệp thì cũng bị suy giảm theo. Nên là Novaland là mình nghĩ là cái thời kỳ đỉnh cao và cái thời kỳ huy hoàng của Novaland ấy là nó rơi vào cái giai đoạn là 2018 rồi. Còn DIG thì anh chị và các bạn có thể thấy được đó là DIG vẫn có sự tăng trưởng từ 2017 cho đến năm 2021. Năm 2022 thì mình không đánh giá bởi vì là 2022 là cái thời điểm mà gọi là bất động sản bị đóng băng. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì DIG vẫn có doanh thu và lợi nhuận thì cho thấy là doanh nghiệp cái khả năng triển khai cũng như bàn giao cái dự án hay là đất nền của DIG vẫn ở mức tương đối là tốt. Và
chúng ta nhìn vào cái doanh thu và lợi nhuận có sự tăng trưởng thì đây là một trong những cái yếu tố mà nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư hay là nhà đầu cơ đều hướng đến, đó là tìm những doanh nghiệp có sự tăng trưởng. Khi doanh nghiệp có sự tăng trưởng thì khi đó giá cổ phiếu mới tăng được, và bởi vì là doanh nghiệp, cái hoạt động kinh doanh của DG nó có sự tăng trưởng và ổn định hơn Novaland, nên là cái định giá của DG cũng đang cao hơn so với Novaland. Nếu như anh chị nhìn vào P/B thì thấy được là định giá của DG là 2.0 và P/B của Novaland là 0.9, thì hiện tại Novaland đang được định giá rẻ hơn so với DG và rẻ hơn so với cả trung bình ngành nữa. Nếu tính về tài sản của doanh nghiệp hay là quỹ đất của doanh nghiệp thì chắc chắn là đây là một cái mức giá hời nếu như anh chị và các bạn đầu tư Novaland. Tuy nhiên thì Novaland vẫn đang có cái rủi ro, đó là rủi ro về nợ và trái phiếu, cũng như là các dự án của Novaland chủ yếu là các dự án nghỉ dưỡng, thế nên ấy, là cái tính thanh khoản nó sẽ không cao. Ngoài ra ấy, thì DG có định giá cao bởi vì là doanh nghiệp có cái tiềm lực tài chính ổn định và lành mạnh, đồng thời doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng qua các năm, nên nếu anh chị nào thích sự an toàn thì mình nghĩ DG là lựa chọn tối ưu. Còn anh chị nào thích sự đầu cơ, thích sự tăng trưởng vượt trội hay là thích cái biến động mạnh thì anh chị sẽ lựa chọn Novaland. Đó là cái tùy thuộc vào cái rủi ro cũng như là cái khẩu vị đầu tư của anh chị và các bạn. Tiếp theo là mình sẽ đánh giá về kỹ thuật của DG và Novaland. Thì DG là cổ phiếu mà cái nhịp vừa rồi ấy nó giảm ít hơn, nên là hiện tại cái kỹ thuật của cổ phiếu thì là cổ phiếu đang ở kênh trên và cũng khỏe hơn so với Novaland. Anh chị nhìn Novaland này là cổ phiếu đang ở kênh dưới này và cổ phiếu đang lình xình trong mây này. Ngoài ra thì DG đã vượt được mây rồi, nên chắc chắn là xu hướng của DG cũng có phần nhỉnh hơn so với Novaland một chút. Tuy nhiên thì không phải là nhịp nào DG cũng khỏe hơn Novaland, mà anh chị sẽ hiểu được cái sự luân phiên của dòng tiền. Trong một ngành sẽ có thời điểm DG khỏe hơn, nhưng mà sẽ có thời điểm Novaland khỏe hơn. Đó là mình gọi là cái sự luân chuyển của dòng tiền. Có thể là trong cái nhịp sóng đầu thì dòng tiền sẽ vào DG trước, sau đó là vào Novaland sau, và sau khi mà chốt lãi DG thì vào Novaland. Đó là cái sự luân chuyển của dòng tiền. Thì chắc chắn hai cổ phiếu này mình đánh giá là cái sức mạnh của cổ phiếu cũng tương đương nhau đấy, cũng 1.9 1.10 thôi, chủ yếu là do cái thời gian mà cổ phiếu chạy. Do đó ấy, nếu như anh chị và các bạn nào muốn tham gia đối với những cổ phiếu này thì mọi người chú ý ở cái vùng hỗ trợ này. DG thì vùng hỗ trợ mây này, hiện tại ấy, thì cái MACD của DG này là đang cắt xuống này và đang có phân kỳ âm này, thế nên là mình nghĩ là cổ phiếu nó sẽ vòng lên và nó test một nhịp nữa, vòng lên này đây, sau đó nó test xuống một nhịp nữa, thì khi đó là cổ phiếu sẽ có đủ thời gian để tái tích lũy và khi đó là đi lên. Thì DG anh chị mua nằm vùng trong cái nhịp điều chỉnh này, còn khi nào cổ phiếu có dấu hiệu là dòng tiền vào và đánh bứt phá lên thì cái đó anh chị mua gia tăng, hoặc là anh chị cứ mua nằm vùng, còn khi nào thấy cổ phiếu cạn cung thì anh chị mua gia tăng cũng được, thì đó là tùy thuộc vào cái điểm mua gia tăng của mình. Còn nếu như anh chị phân tích kỹ thuật giỏi ấy, thì nên mua gia tăng khi cổ phiếu siết cung và cạn von, mua gia tăng thì sẽ được giá tốt hơn là mua ở phiên break. Tiếp theo là Novaland này. Novaland thì đang ở sideways trong cái vùng bay này, và mình đánh giá là Novaland chỉ cần vượt được khỏi cái vùng bay này thôi thì cái sức bật của cổ phiếu sẽ rất tốt. Và trong cái vùng bay này thì anh chị và các bạn sẽ chịu khó một chút và cổ phiếu sẽ lình xình đi ngang. Anh chị nào kiên nhẫn thì mua trong cái vùng này cũng được, còn nếu như anh chị nào không kiên nhẫn thì nên đợi cổ phiếu lình xình ra đến cái mép của cái Meiji này, khi đó anh chị bắt đầu tiến hành mua vào thì cũng sẽ rất là ổn. Cuối cùng ấy, thì cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video đến thời điểm hiện tại. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video hay và hữu ích thì ủng hộ mình một like video và subscribe kênh nhé. Nếu anh chị muốn đồng hành với mình để đầu tư hiệu quả hơn, để vào tham gia nhóm khách hàng của mình thì anh chị inbox qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình để mình có thể thêm anh chị và các bạn vào nhóm khách hàng để nhận những cái khuyến nghị mua bán của mình, hay là những cổ phiếu nào khỏe thì mình sẽ cập nhật đến cho anh chị và các bạn trong phiên. Ở cuối cùng thì cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Chúc mọi người có cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Nhớ ủng hộ mình một like video và subscribe kênh nhé.